Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng đến với nhân vật tiếp theo của chiến dịch Lời Cảm Ơn, chiến dịch do chương trình Cafe Tech kết hợp cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam thực hiện. Em hỏi mình là anh Thanh đúng không ạ? Dạ, em là Linh bên chương trình Cafe Tech, thì hôm nay em đại diện chương trình của mình muốn gửi đến anh một món quà công nghệ. Dạ, đây là món quà đến từ chiến dịch Lời Cảm Ơn do chương trình Cafe Tech của tụi em kết hợp với lại nhà đồng hành Xiaomi. Ok, bây giờ mình có thể mở quà luôn anh. Dạ, đó là chiếc điện thoại đến từ nhà đồng hành của chương trình ạ. Dạ, bác Minh. Cảm ơn chương trình. Dạ, và không biết là mình có biết tại sao hôm nay mình lại được nhận quà không anh ha? Dạ, không, em cũng chưa không biết luôn có sao. Dạ, ok, nếu mà anh không biết thì tụi em sẽ gửi đến anh một món quà nữa. Dạ. Rồi, chúng ta hãy cùng xem đó là món quà gì nha. Mình xin cảm ơn anh, chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, luôn giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch này. Con muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến cô chú, còn chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô chú và anh chị trong tuyến đầu chống dịch đã hết mình hỗ trợ người dân mình trong suốt thời gian vừa qua. Này cũng là công tác điều dưỡng thôi. Thì cứ ngày nào cũng bắt 3, 4, 5, 5, 6 F0 gì đó. Xong cái vô tình của đó mình bị nhiễm. Mình bị nhiễm thì chung là mình là người đầu tiên nhiễm của bệnh viện luôn. Lúc đó bệnh viện cũng lockdown. Thì mình cũng đi cách ly ở ngoài bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức á, với ra làng đại học, thì đó cũng cách ly hết 16 ngày, xong về bắt đầu dịch bắt đầu bùng lên. Lúc đó là không còn chỗ để nằm, mà bệnh nhân thì cứ vô liên tục, mà bệnh nhân rơi trong tình trạng trong trường hợp là cấp cứu không. Mình giai đoạn lúc đầu á, mình đơ, mình điếm, mình cảm thấy sốc, mà nhiều khi mình chống dịch á, mình cảm thấy mình lúc nào cũng dặn trong lòng là lúc nào phải đảm bảo thật sức khỏe để mà giúp được rất là nhiều bệnh nhân thêm nữa. Chứ giai đoạn đó điều dưỡng, một số anh chị điều dưỡng chịu nổi nghỉ, đó là thiếu nhân lực trầm trọng, một số thì đi cách ly không có nhân lực để mà phụ. Một mình em á, là lúc đó tour chỉ có 4 điều dưỡng thôi, một điều dưỡng á, 4 điều dưỡng mà quản lý cả 70 mấy gần 80 bệnh nhân mà siêu hấp cấp như vậy, có nghĩa là bệnh nhân nào cũng là dạng trong trường hợp cấp cứu, mà chia ra thứ hai điều dưỡng, một điều dưỡng hành chánh, còn một mình em á là làm thuốc vừa chăm sóc bệnh nhân vừa hồi sức, nó 6 tiếng thôi nhưng mà kéo dài tới gần 12 tiếng, có nghĩa là mình phải nán lại ở lại phụ để hoàn thành công việc của mình. Bạn em bình an và chỉ đi chơi để tiếp tục cuộc hành trình với sự bình yên của đất nhà. Dạ, thì đó là cái clip mà tụi em đã tổng hợp tất cả những lời cảm ơn từ khán giả của chương trình gửi về cho tụi em để muốn gửi đến các anh chị tuyến đầu chống dịch, muốn tri ân mọi người. Dạ, và không biết là sau khi nhận quà thì mình cảm thấy như thế nào, cảm xúc hiện tại của mình ạ? Dạ, em cũng rất bất ngờ và rất xúc động. Dạ. Cũng không biết nói gì là hơn, thì em cũng không có giỏi em nói á. Thứ hai là em cũng rất là cảm ơn chương trình và các bạn đã có những lời chúc nói đến tụi em của em và cũng như những người đã tham gia công tác chống dịch. Dạ. Thì đó là những lời động viên rất chân thành và đó là làm động lực để cho em, riêng bản thân em đã cố gắng làm nhiều hơn nữa. Và cái tâm và cái trách nhiệm của mình để giúp đỡ cho mọi người được có một cái sức khỏe thật tốt và càng tốt hơn. Thầy đồng ý là thứ nhất là mình đi xa chống dịch mà là mình không thể nhà được, thì gia đình cũng con cái nó cũng hụt hẫng về vấn đề tình cảm, lo thì đồng ý là lo, nhưng mà gia đình mình thì mình cũng lúc nào cũng là cầu mong là gia đình mình không bị nhiễm để mà mình an tâm chống dịch. Thì lo như kinh tế thì nói chung là lúc nào cũng lo, tại vì nhà em thì không có
không có nhà. Đó, lên đây chủ yếu là thuê, nhà thuê. Nhà này cũng thuê nè. Thì được cái là đại gia đình thuê thì chia ra mỗi người một chút vậy thì cũng đỡ khổ. Thì giai đoạn đầu tiên là em đi cách ly á, thì giai đoạn đó là bệnh viện giống như là mình không có làm thì không có lương. Cách ly tại khu cách ly thì cũng không được hưởng lương đâu. Tại tháng đó coi như là không công á. Tháng đó là coi như mình đi cách ly mình không có đồng lương nào. Cái nhất thứ hai đó là lương của nhân viên y tế á. Đối với người khác thì không biết như thế nào. Còn đối với bản thân em á thì tại lương trung cấp thì chỉ có 2,4 triệu một tháng à. Cái lãnh lương có 2,4 triệu một tháng, lặt vặt này kia cái nọ nó chắc tầm khoảng 5,6 triệu. Thì chi phí nuôi vợ nuôi con thì cảm thấy hơi vất vả xíu. Chiến dịch lời cảm ơn do chương trình Cà phê Tắc Khắc TV khởi xướng cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam thực hiện, gửi tặng đến những chiến sĩ thầm lặng đã tận hiến trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, bất chấp những khó khăn cá nhân, những nỗi lo mưu sinh được giấu kín để toàn tâm toàn lực phục vụ cộng đồng, dấn thân vào tâm dịch. Chiến dịch lời cảm ơn gửi đến họ món quà công nghệ như một lời tri ân sâu sắc và thiết thực, hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch và phục vụ cộng đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân các quận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 100 chiếc điện thoại thông minh đã đến tận tay 100 chiến sĩ tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chiến sĩ kịp thời có thêm công cụ và động lực tiếp tục thực hiện công tác.